xin chào quý khán giả đến với chương trình thương mại cùng với Phạm Khanh. Thưa quý vị, bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nói lại về những cái chương trình quảng cáo trên Lido Sài Gòn TV. Để quý vị thấy đây là một trong những đài quảng có thể giúp cho quý vị mở rộng thương vụ cũng như là dịch vụ của quý vị thông qua những cái chuyện quảng cáo trên Lido Sài Gòn TV. Nhưng mà trước tiên hết thì xin thông báo đến quý vị là Lido Sài Gòn TV hiện giờ có hai channel à uh, Little Saigon TV 1 phát hình trên channel 56.10, à uh, Little Saigon TV 2 phát hình trên channel 14.2, 14.2. À uh, có thể xem uh, hai cái channel đó. À uh, ngoài ra Little Saigon TV cũng phát hình trên uh, uh, Galaxy 19, uh, phát hình khắp Hoa Kỳ và Canada, phát hình khắp Hoa Kỳ và Canada. À quý vị cũng có thể xem qua uh, website của Little Saigon TV là uh, www leadersaigontv.com uh, à, thưa quý vị tại sao mà rất nhiều thân chủ chọn leader sài gòn tv là một trong những cơ quan truyền thông giúp cho vị có thể phát triển thương vụ dịch vụ cao nhất thì vị biết là cái tiêu chuẩn đầu tiên mà mình chọn một cái đài đó thì cái đài đó phải có nhiều người xem thì có nhiều người xem có nghĩa rằng là sẽ có nhiều người coi cái quảng cáo của mình mà cái đài mà có nhiều người xem thì nó gồm những yếu tố gì? Thứ nhất, cái đài đó phải lâu năm người ta biết tới nhiều, người ta biết từ lâu rồi, người ta thường xuyên người ta bật người ta coi. Video Sài Gòn TV là một trong những đài lâu năm nhất trong cộng đồng, Đúng không ạ. Rồi thứ hai là cái đài đó ngoài cái chuyện là lâu năm ra còn phải là có những chương trình hay, Đúng không ạ. Chương trình hay đây bao gồm thứ nhất tin tức, phóng sự talk show, phim ảnh, giải trí, vân vân và vân vân. Thế thì Đô Sài Gòn TV có những chương trình nào đặc sắc đây? Thứ nhất đó là chương trình cà phê sáng. Sáng sớm ngủ dậy quý vị đang uống cà phê, đúng cái từ của nó phải pha cà phê uống ở nhà, bật TV lên để xem tin tức ngày hôm qua hôm nay như thế nào qua những cái phần trình bày rất đặc sắc của những sướng ngôn viên buổi sáng sớm không hoài, không ngại trời lạnh, trời mưa trời gió đi sớm đến trụ sở của đài phát hình trực tiếp cho vị xem chương trình cà phê sáng kế tiếp đó là những cái chương trình thời sự 8 giờ 9 giờ những chương trình tin tức thời sự cập nhật với những sứ ngôn viên chuyên nghiệp mà trong đó anh Hoàng Trọng Thủy ai cũng mê ảnh đọc tin hay lấy tin nhanh dịch bình luận chí dỏm bình luận hay chính xác phải không ạ đó rồi sau đó đó là những cái chương trình về y khoa y tế văn hóa xã hội đủ hết, phải không ạ? À? trải điều cho tới chiều đó là những cái chương trình thoát show, những chương trình phóng sự cộng đồng, phải không ạ? À? À, rồi kể cả những cái chương trình văn nghệ vân vân. nhưng mà cái mà mạnh nhất của Little sài gòn tv đó thưa quý vị đó là việc tổ chức những cái chương trình, những cái event, những cái hoạt động trong cộng đồng Thưa quý vị, Lido Sài Gòn TV phải nói rằng đã gần 20 năm qua luôn tổ chức những cái chương trình đón mừng giao thừa vào năm mới và cái địa điểm quen thuộc ai cũng biết đó là tại chùa Hải Quan thành phố Santa Ana. Ngoài ra, Đô Sài Gòn TV còn tổ chức những cái chương trình, không ạ, à, để gây dựng cộng đồng, để giữ gìn cái nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam thông qua những cái chương trình như là cuộc thi làm bánh trưng bánh tét. Mà cái đặc biệt ở đây làm bánh trưng bánh tét không phải là người lớn làm Mà trẻ em Những thế hệ đi sau Chúng ta muốn cho các em gìn giữ Những cái nét văn hóa truyền thống Ngày đón xuân đón tết của Việt Nam Thì bây giờ cho các em làm đi Người lớn đứng nhìn và hỗ trợ thôi Để các em làm Thì qua cái làm đó các em từ từ nó Ngắm dần vào các em Thấy được cái nét văn hóa truyền thống Ông bà người ta ngày xưa đón tết đón xuân Làm bánh trưng bánh tét như thế nào Đúng không? Cách hay nhất mà muốn giữ gìn nét văn hóa truyền thống mà con cháu của mình để nó không có bị mai một đó là cho các em dấn thân vào làm những chuyện đó thay vì người lớn làm để cho các em làm thì lý do sài gòn tv đã làm được chuyện đó trong suốt mấy năm qua là chúng tôi luôn luôn có những hội đoàn có những trẻ em thanh thiếu niên đứng ra làm bánh trưng bánh tét quý vị sẽ rất là cảm động khi mà nhìn thấy con em mình những đứa bé ở nhà nhiều khi mình nhờ nấu cơm nấu nước do gạo không biết gì hết bây giờ ra đứng trên sân khấu làm bánh trưng bánh tét gối làm thịt đồ này kia với các bạn còn gì hạnh phúc hơn cho cha mẹ khi mà nhìn thấy con cái của mình đã trưởng thành mà lại trưởng thành trong một cái môi trường rất tốt đó là giữ gìn những cái nét văn hóa truyền thống của người việt nam chúng ta qua chương trình cuộc thi bánh trưng bánh tét rồi người việt nam chúng ta không phải chỉ ẩm thực đâu về phong tục tập, tập quán qua cách ăn mặc nữa thì lý Đô sài gòn tv cũng là một cái nơi chương trình một đài truyền hình chuyên môn tổ chức những cái chương trình cuộc thi áo dài hàng năm, không là nét văn hóa truyền thống của Việt Nam ở đâu có áo dài là người đó ở đó có Việt Nam và những cái chương trình này đều tổ chức trong khối lộc thọ. chưa hết, Little Saigon còn TV cũng là một đài tổ chức những cái chương trình ngoài trời event ngoài trời rất lớn cho thiếu nhi. Vừa rồi đó là cái chương trình mà cuộc thi xin à, đổi à, đón ừ, trung thu à ngày 22 27 tháng tháng 9 vừa rồi. tháng 7 tháng 9 vừa rồi, đón mừng Trung thu. vì thấy không? Đó, rồi gần đây nhất là cái ngày lễ hội Halloween mà du nhập hòa nhập với cộng đồng bản xứ ở đây. đi đôi Sài Gòn TV cũng lại tổ chức một cái chương trình đó là Đón cuộc thi hóa trang nhân ngày lễ Halloween hôm à, tháng 10 vừa rồi. <laughs> Chưa hết quý vị ơi. Sài Gòn TV còn là một cái đài rất là đặc biệt nè, vì sẽ không thấy ở những đài khác có cái chương trình này đâu. Đó là truyền hình trực tiếp cuộc debate mỗi lần mà có bầu cử tổng thống hai bên à, tranh luận thay tổng thống tranh luận với nhau. Sài Gòn TV truyền hình trực tiếp và dịch ra tại chỗ bình luận luôn. À nếu mà ngay cái giờ phút đó vì bật qua những cái đài khác thì sẽ thấy đó là cái gì họ đang chiếu ca cả nhà cải lương này là gì đó họ đang chiếu này kia không bao giờ có cái chương trình đó Video sài gòn tv cũng là đài truyền hình trực tiếp từ roma lễ những cái lễ ví dụ như là uh, lễ christmas đón mừng giáo sinh mà năm mới có linh mục ngồi tại đây dịch ra tiếng việt cái thánh lễ toàn bộ thánh lễ đó truyền hình trực tiếp đại hội thánh mẫu ở missouri cũng vân ngay do đó bật lên các đài khác vị sẽ thấy không có những cái chương trình đó thì đó là một trong những thế mạnh của Lido Sài Gòn TV và khi một đài mạnh như vậy về tin tức về cộng đồng về hoạt động ngoài kia này kia thì chắc chắn sẽ có nhiều người xem nhiều người xem tức là quảng cáo quý vị sẽ được khẩu hiệu nhiều người biết đến hơn đó là một trong những nhận xét không phải là của Phạm Khanh mà là của thân chủ khi họ quảng cáo cho Lido Sài Gòn TV họ nói cho mình biết tại sao họ chọn Lido Sài Gòn TV thì bây giờ xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại báo trợ cho đài và sau đó chúng tôi sẽ trở lại ngay.